Sau gần một tháng không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng, thì nay dịch bệnh COVID-19 đã tái xuất hiện tại Hà Tĩnh. Bên cạnh nỗ lực thực hiện các biện pháp khoanh vùng dập dịch, truy vết những người tiếp xúc, Hà Tĩnh cũng siết chặt việc quản lý người dân đến từ ngoại tỉnh, duy trì các chốt kiểm soát, không để dịch lây lan trên diện rộng. Ghi nhận của phóng viên VTC tại Hà Tĩnh. Tôi đã có mặt tại chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 ở phía nam cầu Bến Thủy. Đây là địa điểm giáp ranh giữa hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, nên lưu lượng người và phương tiện qua lại rất đông. Để kiểm soát tốt lượng người ngoài tỉnh khi vào Hà Tĩnh, cũng như tránh tình trạng ùn tắc giao thông, lực lượng chức năng Hà Tĩnh đã thành lập 3 chốt kiểm soát ở 3 địa điểm khác nhau. Như chốt kiểm soát ở phía sau lưng tôi, chỉ kiểm soát phương tiện là xe máy. Người và phương tiện khi đi qua đây phải đảm bảo đầy đủ yếu tố, đó là giấy test nhanh COVID hiệu lực trong 3 ngày, hoặc giấy chứng nhận đã tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19. Nếu không đủ các điều kiện này, người và phương tiện buộc phải quay đầu. Đây là một trong 3 chốt kiểm soát dịch bệnh phía bắc tỉnh Hà Tĩnh, có nhiệm vụ kiểm soát phương tiện là ô tô. Tất cả người và phương tiện khi lưu thông qua đây phải thực hiện khai báo y tế và ký cam kết. Với trường hợp vào lưu trú tại Hà Tĩnh sẽ phải khai báo lịch trình cụ thể. Chốt kiểm soát sẽ liên hệ với Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 địa phương để chủ động phương án tiếp nhận và thực hiện biện pháp phòng dịch. Lập các cái chốt kiểm soát thế này thì em thấy nó quá đúng để kiểm soát các cái người, các cái vùng dịch về để đảm bảo cho người dân an toàn hơn. Khi vào địa bàn Hà Tĩnh thì chúng tôi cũng phải có cam kết lịch trình di chuyển đi và đến đâu. Hà Tĩnh thì phải có lịch trình khai báo rõ ràng cụ thể để mà khi mà về tại các địa phương thì sẽ có bên chỗ ban phòng chống này có người liên lạc. Các huyện thị trên địa bàn Hà Tĩnh cũng thành lập các chốt kiểm soát trên các trục đường vào huyện. Các xã thành lập các chốt kiểm soát trên đường vào xã. Theo quy định của Hà Tĩnh, người dân trở về từ các địa phương đang thực hiện chỉ thị 16 phải cách ly tập trung, từ địa phương thực hiện chỉ thị 15 phải cách ly tại nhà. Và cũng làm rất chặt là nếu như có cái trường hợp mà ở ngoài tỉnh hoặc là ở những vùng thực hiện chỉ thị 15-16 thì chúng tôi sẽ giới thiệu vào trung tâm trạm y tế để là họ hướng dẫn là thực hiện các cái biện pháp đối với những cái người ở ngoài địa phương. Bên cạnh việc duy trì các chốt kiểm soát, Hà Tĩnh cũng tăng cường kiểm tra, phát huy vai trò của tổ COVID cộng đồng, kịp thời phát hiện các trường hợp đến từ ngoại tỉnh và giám sát việc cách ly y tế tại nhà. Trong thời gian tới thì chúng tôi cũng tập trung cao để rồi các cái hoạt động tiếp tục diễn ra bình thường và tiếp tục đón công dân từ các cái tỉnh ở miền Nam về. Và chúng tôi cũng ý thức được rằng là trong thời gian tới thì khi Hà Nội, khi thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh ở miền Nam xóa các cái giãn cách thì lượng người về trên địa bàn sẽ rất là cao. Sau 28 ngày không ghi nhận ca mắc mới ngoài cộng đồng, ngày 1 tháng 10, Hà Tĩnh đã ghi nhận 2 ca mắc mới tại huyện Cẩm Xuyên. Cũng trong sáng nay, Công an huyện Cẩm Xuyên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự làm lây lan dịch bệnh trên địa bàn.